các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến. Số 36. Mỹ trả lời ta rất nhanh chóng. Sáng hôm sau, 20 tháng 10 hồi 10 giờ, nhân danh Tổng thống Mỹ gửi công hàm cho Thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, có đoạn. 1. Phía Hoa Kỳ hoan nghênh thiện chí và thái độ nghiêm chỉnh của phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thể hiện trong công hàm ngày 19 tháng 10 năm 1972, với hai điều khoản trong điều 7 và 8 mà phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã thỏa thuận trong công hàm của mình. Văn bản của hiệp định bây giờ có thể xem là đã hoàn thành. Công hàm còn nêu thêm nhiều vấn đề nữa mà Mỹ quan tâm. Vấn đề tù binh ở Lào và Campuchia, vấn đề ngừng bắn ở Lào và vấn đề chấm dứt các hoạt động quân sự ở Lào và Campuchia. Điều 15B. Trong công hàm, phía Mỹ còn trích những tuyên bố của Lê Đức Thọ trong các cuộc gặp riêng hồi tháng 9 và tháng 10, coi đó là cam kết của ta. Để tỏ ra công bằng và có thiện chí, công hàm cũng nêu ra các cam kết của Hoa Kỳ dưới hình thức hiểu biết, chấm dứt hoạt động trinh sát ở miền Bắc, việc đậu các tàu sân bay xa bờ biển Việt Nam, còn vấn đề trách nhiệm của Hoa Kỳ trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh sẽ được thảo luận trong cuộc đi thăm Hà Nội của tiến sĩ Kissinger. Công hàm còn viết, 4. Một khi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xác nhận những hiểu biết này thì hiệp định có thể coi là hoàn thành. Tiếp đó, phía Hoa Kỳ đề nghị một thời gian biểu mới, thay đổi 24 tiếng đồng hồ về thời gian ký Hiệp định Paris. Ngày 24 tháng 10, Kissinger tới Hà Nội và rời Hà Nội ngày 26 tháng 10, ngày 27 tháng 10, hồi 21 giờ, giờ Washington, đưa tin về hiệp định. Ngày 31 tháng 10, ký hiệp định tại Paris. Trước đó, ngày 23 tháng 10, Hoa Kỳ sẽ chấm dứt ném bom và thả mìn ở miền Bắc Việt Nam vào chiều tối hôm đó. Công hàm viết tiếp có vẻ khẳng định. Ngay sau khi nhận được những lời xác nhận thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có thể tin là phía Hoa Kỳ sẽ tiến hành theo thời gian biểu đề nghị trên. Công hàm kết thúc bằng việc nói rằng kết thúc chiến tranh nay đã rất gần sẽ đưa lại một thời kỳ mới trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày 21 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trả lời công hàm của Tổng thống Mỹ. Công hàm phê phán Hoa Kỳ gây thêm phức tạp mới làm trở ngại cho việc ký Hiệp định Paris đúng thời gian, hai bên thỏa thuận và cho phía Mỹ biết. 2. Phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ làm đúng những điều đã tuyên bố với phía Hoa Kỳ và không có gì thay đổi. Song cần phải nói rõ rằng vấn đề Lào và Campuchia là thuộc quyền của người Lào và người Campuchia. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ Hoa Kỳ đều có nghĩa vụ tôn trọng chủ quyền của Lào và Campuchia như hai bên đã cam kết trong Điều 15 của Hiệp định về Việt Nam đã thỏa thuận. Công hàm cũng xác nhận lại các tuyên bố của Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và cho Mỹ biết phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã được Mặt trận Lào yêu nước thông báo rằng họ sẵn sàng thỏa thuận với phía bên kia về một cuộc ngừng bắn ở Lào trong vòng một tháng kể từ ngày 31 tháng 10 năm 1972 hoặc sớm hơn, và những người Hoa Kỳ bị bắt ở Lào sẽ được thả ngay trước ngày 30 tháng 12 năm 1972. Về phía Campuchia, công hàm viết, sau khi chiến tranh ở Việt Nam chấm dứt, phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ tích cực góp phần vào việc lập lại hòa bình ở Campuchia. Phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa biết rõ rằng không có người Hoa Kỳ nào bị bắt ở Campuchia. Công hàm cũng xác nhận lại,
lực lượng vũ trang nước ngoài gồm các lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ, của Thái Lan và của các bên Việt Nam sẽ chấm dứt hoạt động quân sự, rút hết và không đưa trở lại hai nước nói trên quân đội, vũ khí và dụng cụ chiến tranh. Ta cũng chấp nhận thời gian biểu mới do Mỹ đề nghị. 23 giờ ngày 20 tháng 10 năm đó, Mỹ gửi thông điệp cho ta, nói: Tổng thống ghi nhận và hoan nghênh công hàm của Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Công hàm đó thỏa mãn tất cả những điều Tổng thống nêu ra, vấn đề Lào và Campuchia cũng như vấn đề tù binh Hoa Kỳ. Nhưng công hàm cũng nói đến việc phía Việt Nam lộ bí mật cho nhà báo Mỹ Annan Bogret và yêu cầu ta không có hành động công khai. Đến đây, Việt Nam thấy rõ âm mưu của Mỹ là không chịu ký kết hiệp định như thời gian biểu mà chính họ đề nghị với một lý do giả tạo. Thiệu cản đường, Nixon lật lọng. 15 giờ ngày 23 tháng 10 năm 1972, Tổng thống Mỹ thông báo cho Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa việc khẩn cấp sau đây. Hoa Kỳ đã tiến hành công việc với lòng chân thành, nhưng đã có những khó khăn sau đây. Trước hết, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tìm cách làm việc với một tốc độ quá mức. Thứ hai, cuộc phỏng vấn giữa Thủ tướng Phạm Văn Đồng với phóng viên Newsweek, tin trong tuần, dịch của tác giả, đã có ảnh hưởng rất tai hại vào một lúc quyết định ở Sài Gòn. Những cuộc hiệp thương tế nhị có thể bị phá hoại do việc có thể coi là việc loan báo về một hiệp định vẫn còn đương được thảo luận và bằng những việc công kích vào cơ cấu và những người mà hiệp định đó vẫn duy trì. Thứ ba, có vấn đề là lực lượng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam. Thứ tư, có nhiều vấn đề kỹ thuật đã xuất hiện. Công hàm lại đề nghị một cuộc gặp riêng nữa ở Paris và hoãn chuyến đi Hà Nội của Kissinger. Thái độ lật lọng của Nixon đã rất rõ và những lý do mà họ nêu là không chính đáng. Sự thật là Mỹ muốn nuôi dưỡng Thiệu, làm Thiệu mạnh hơn nữa khi Mỹ rút đi. Thiệu biết điều đó nên cố đòi Mỹ thêm nữa và gây cản trở cho Washington. Năm 1968, Thiệu đã cản trở được Johnson. Nay cũng hy vọng diễn lại vở kịch đó. Với bản chất cực kỳ hiếu chiến và phát xít, Thiệu phản đối Mỹ nói chuyện với miền Bắc, phản đối việc chấm dứt ném bom miền Bắc, phản đối giải pháp chính trị. Với một lực lượng quân sự hơn hẳn lực lượng vũ trang của cách mạng miền Nam, được trang bị vũ khí tối tân, Thiệu hy vọng sẽ chiếm được tất cả các thành phố lớn nhỏ, làm chủ các địa bàn chiến lược, các đường giao thông chủ yếu, kìm kẹp được đa số nhân dân miền Nam. Thiệu cho rằng nếu Mỹ ở lại một thời gian nữa thì ông ta có thể tiêu diệt được cách mạng miền Nam và Hà Nội có thể phải đầu hàng vô điều kiện. Thiệu cũng không muốn tham gia vào cuộc đấu tranh chính trị vì đó là vùng nước nguy hiểm đối với đồng minh dễ bị tổn thương của chúng ta ở Sài Gòn, tức Hoa Kỳ. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, sách đã dẫn, trang 1379, 1373 và 1404. Tóm lại, đứa con đẻ này của Washington đã quá lớn rồi từ khi nó ra đời nhưng vẫn không muốn rời cái rốn của mẹ Mỹ. Còn Mỹ, tình thế bắt buộc phải rút khỏi Việt Nam trong danh dự và hiệp định đã thỏa thuận đảm bảo cho Mỹ điều kiện đó. Nhưng Thiệu biết cái yếu của Mỹ là không dám bỏ rơi mình nên tìm cách thọc gậy bánh xe. Trong quá trình nói chuyện ở Paris, Mỹ luôn thông báo cho Thiệu và Thiệu có lúc đã đồng ý không đòi quân miền Bắc rút đi. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, trang 1404. Nhưng ngày 23 tháng 9 tại Huế, Thiệu tuyên bố công khai rằng không có kẻ nào có quyền thương lượng hay chấp nhận một giải pháp ngoài nhân dân miền Nam Việt Nam. Ngày 4 tháng 10, khi tướng Hét, đại diện của Nixon, đến Sài Gòn thuyết phục, Thiệu chống lại tất cả các đề nghị của Mỹ. Ông ta đã khóc trước mặt Hét và sau này cả trước mặt Kissinger. Hét báo cáo về Washington rằng Thiệu bác bỏ toàn bộ các đề nghị của Hoa Kỳ.
Sau khi họp với Xuân Thủy, hôm 17 tháng 10, cố vấn Nhà Trắng đi miền Nam trong 5 ngày. Khi Kissinger đến Sài Gòn, Thiệu từ chối không thảo luận nội dung hiệp định mà Nixon cho là đã hoàn hảo. Có lần, cố vấn Nhà Trắng và đại sứ Bân Cơ vào phòng làm việc của Thiệu mà ông ta không thèm chào. Hôm ấy, Nixon đã gửi cho Thiệu một bức thư nói rằng Hoa Kỳ không có giải pháp nào hợp lý hơn là chấp nhận hiệp định đó. Richard Nixon, hồi ký, sách đã dẫn, trang 696. Tất nhiên, Kissinger còn được Nixon cho phép bảo đảm với Thiệu rằng Thiệu có thể tin tưởng tuyệt đối Nixon sẽ ủng hộ ông ta trong những ngày tới. Khi Kissinger làm việc với Trần Văn Lắm, Tổng trưởng Ngoại giao của Thiệu, Lắm đòi sửa 23 điểm trong hiệp định đã thỏa thuận, trong đó có những vấn đề rất quan trọng như vấn đề cơ cấu chính quyền. Lắm đòi Hội đồng Quốc gia Hòa hợp và Hòa giải dân tộc chỉ là cơ quan bầu cử. Lắm đòi xóa bỏ tên chính phủ cách mạng lâm thời, đòi rút quân miền Bắc. Tóm lại, Thiệu đòi miền Nam Việt Nam là một quốc gia riêng biệt. Tối 22 tháng 10, khi gặp Kissinger, Thiệu đòi Mỹ hãy từ bỏ việc kinh doanh ở Paris. Kissinger ở Nhà Trắng, trang 1437-1438. Kissinger viết, chúng tôi trở thành tù binh của lịch công tác mà chúng tôi đề ra. Richard Nixon, hồi ký, trang 700. Nixon tỏ ra bực bội và đã có lúc phải tính đến việc ký hiệp định riêng rẽ với kẻ thù. Có lúc Nixon gửi thư cho Thiệu nhấn mạnh rằng quyết định của ông, tức Thiệu, sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến khả năng duy trì sự ủng hộ của tôi, tức Nixon, cho ông và chính phủ Nam Việt Nam. Richard Nixon, hồi ký, trang 700. Nhưng Nixon không thể bỏ rơi đứa con của bốn đời tổng thống ở xứ xa xôi này. Ông ta còn tin vào sự thắng lợi ở cuộc bầu cử sắp tới. Ông ta lo sợ một sự tan vỡ công khai với Thiệu trước tuyển cử hơn là sợ Việt Nam công bố hiệp định mà ông ta cho là dễ trang trải với dư luận Mỹ, nên đã chỉ thị cho Kissinger không nên gây sự đổ vỡ ở Sài Gòn mà cần có sự thỏa thuận hoàn toàn với Thiệu. Trong khi trì hoãn việc ký hiệp định vào thời hạn đã thỏa thuận, ngày 24 tháng 10, Mỹ lại gửi công hàm cho ta, đề nghị có cuộc gặp gỡ riêng thêm nữa để thỏa thuận ba loại vấn đề thuộc về vấn đề kỹ thuật và thực chất. Trong đó có việc thảo luận thêm về sự bố trí quân đội bên ngoài hiệp định, việc ngừng bắn gần như đồng thời ở Đông Dương. Ngày hôm sau, họ lại gửi công hàm nhắc lại, đề nghị có thêm cuộc gặp riêng nữa và đe dọa. Sẽ tùy thuộc ở Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa quyết định xem có nên hy sinh tất cả những cái đã thực hiện được bằng một chính sách thoá mạ ở nơi công khai và không nhân nhượng trong gặp riêng hay không. Cùng với đề nghị này, Mỹ tăng cường vận động qua Liên Xô và Trung Quốc gây sức ép buộc Việt Nam chấp nhận đề nghị đó. Nhưng cả Liên Xô và Trung Quốc đều ép Mỹ ký hiệp định vào 31 tháng 10 năm 1972. Liên Xô còn ép Kissinger đi Hà Nội nhưng cũng thường xuyên truyền đạt ý kiến của Mỹ cho ta và gợi ý ta gặp lại theo đề nghị của Mỹ. Riêng trong ngày 25 tháng 10, Đại sứ Liên Xô ở Hà Nội đã hai lần gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng, một lần vào lúc 2 giờ sáng. Về việc này, đại diện Liên Xô nói, ban lãnh đạo Liên Xô mong các đồng chí Việt Nam hãy làm tất cả những gì có thể làm được để cho những thỏa thuận đã đạt được không tan thành mây khói. Việt Nam nên quyết định cử đồng chí Lê Đức Thọ đi Paris. Ta không cắt cầu, nhưng không chấp nhận họp lại theo yêu cầu của Mỹ. Ta vẫn đòi Mỹ ký văn bản đã thỏa thuận đúng 31 tháng 10. Trong công hàm ngày 23 tháng 10 gửi đoàn Mỹ, một lần nữa ta vạch rõ, Hoa Kỳ đã viện cớ không chính đáng để vi phạm một cách rất nghiêm trọng những điều đã thỏa thuận. Ta bác bỏ việc gặp lại và cảnh cáo. Nếu phía Hoa Kỳ cứ viện cớ này cớ khác để kéo dài đàm phán, trì hoãn việc ký kết, thì nhất định chiến tranh Việt Nam sẽ tiếp tục.
và phía Hoa Kỳ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Lời tuyên bố này của phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là rất nghiêm chỉnh. Phía Hoa Kỳ phải chú ý thật đầy đủ. Hôm sau, ta báo cho phía Mỹ rằng hiệp định đã hoàn thành, Hà Nội sẵn sàng đón Kissinger vào để ký tắt hiệp định, bảo đảm ký chính thức vào 31 tháng 10 năm 1972. Trước thái độ lật lọng quá rõ ràng của Nixon, ngày 25 tháng 10, các nhà lãnh đạo Hà Nội quyết định đưa ra công khai tình hình gặp riêng, công bố hiệp định đã thỏa thuận giữa hai bên. Đó là chủ trương đã dự tính từ trước. Ngày 26 tháng 10 năm 1972, chính phủ ta ra tuyên bố về tình hình cuộc đàm phán về vấn đề Việt Nam hiện nay, tóm tắt quá trình đàm phán ở Paris trong hơn 4 năm qua, sự tiến triển của cuộc thảo luận từ đầu tháng 10 và việc hoàn thành hiệp định ngày 22 tháng 10, những điểm chủ yếu của thỏa thuận cùng thời gian biểu mà hai bên đã thỏa thuận. Ta cũng công bố một số công hàm mà Mỹ gửi cho ta về việc này và bác bỏ những lý do không chính đáng của Mỹ nêu ra để trì hoãn việc ký kết và quy trách nhiệm kéo dài chiến tranh cho Mỹ. Bản tuyên bố cũng khẳng định lập trường của ta, giữ đúng những lời cam kết và đòi chính phủ Hoa Kỳ cũng phải giữ đúng những điều đã cam kết, ký bản hiệp định đã thỏa thuận ngày 31 tháng 10 năm 1972. Đây là một đợt đấu tranh công khai có tiếng vang rất rộng. Đoàn ngoại giao ở Hà Nội được thông báo tương đối đầy đủ. Các đại sứ và đại diện ta ở nước ngoài cũng thông báo cho các nước sở tại. Rất nhiều cuộc họp báo đã được tổ chức ở Hà Nội, Paris và thủ đô của nhiều nước. Các hãng thông tấn báo chí, đài phát thanh các nước trong nhiều ngày liên tiếp đưa tin tức về việc này. Hãng UPI của Mỹ đưa tin rằng Bắc Việt Nam đã đưa quả bóng sang sân Mỹ. Hãng AFP của Pháp nhận xét Nixon bị dồn vào chân tường, bị đặt vào tình thế nghiêm trọng, phải lựa chọn giữa các khả năng ký sớm hiệp định hoặc bỏ rơi thiệu hoặc tiếp tục chiến tranh. Nhiều nhân vật quan trọng trong chính giới Mỹ, chủ yếu là phe đối lập, đòi Nixon phải ký sớm hiệp định, không để thiệu bác bỏ. Nửa đêm hôm đó, Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Quốc tiếp đại diện của hai miền Nam Bắc Việt Nam và nói Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa công bố là cần thiết. Đòi Nixon ký hiệp định vào 31 tháng 10 là đòi hỏi đúng. Mỹ không thể trốn tránh trách nhiệm của mình. Sáng hôm sau, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Kosygin cũng tiếp đại diện Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và đại diện Chính phủ Cách mạng lâm thời và nói đêm 26 tháng 10, Bộ Chính trị Liên Xô họp nghiên cứu tuyên bố của Việt Nam và ủng hộ 100%. Trong các ngày sau đó, chính phủ các nước xã hội chủ nghĩa cùng nhiều chính phủ khác, các tổ chức hòa bình và hữu nghị trên thế giới đều lên tiếng ủng hộ ta, tố cáo Mỹ kéo dài chiến tranh và lên án gay gắt chính quyền thiệu. Nixon viết, ngày thứ Năm 25 tháng 10, điều mà chúng ta vẫn lo sợ đã xảy ra, người Bắc Việt Nam đã công bố hiệp định hòa bình, họ tiết lộ hai trong số các điện của tôi gửi Phạm Văn Đồng và nhấn mạnh rằng chúng ta kéo dài cuộc nói chuyện nhằm âm mưu duy trì chính quyền Bù Nhìn ở Sài Gòn nhằm mục đích kéo dài chiến tranh xâm lược. Richard Nixon hồi ký. Về phần mình, Kissinger viết, người ta đánh thức tôi dậy vào lúc 5 giờ 30 phút sáng thứ Năm, 25 tháng 10 để báo cho tôi biết rằng Hà Nội đã công bố trong nhiều giờ. Sự giải thích của họ về các vấn đề xảy ra và tiết lộ quá trình đàm phán trong tháng qua. Sau sự tiết lộ của Hà Nội, chúng ta không còn cách nào khác là phải giải thích lại. Henry Kissinger ở Nhà Trắng 1456-1457-1459. Và trong cuộc họp báo hôm đó, Kissinger tuyên bố hòa bình đã ở trong tầm tay. Đây là một tuyên bố bịp bợm mà Nixon thừa nhận đã gây ra cho ông ta nhiều lo lắng vì ông ta muốn leo thang sau bầu cử.
Kissinger cũng tự trách mình và cũng có lúc đề nghị xin từ chức vì lời tuyên bố đó. Kissinger cũng thừa nhận rằng lời tuyên bố đó của ông ngay lập tức bị các báo chí Mỹ nắm lấy, xem đó là tượng trưng cho trò lá mặt lá trái của chính phủ trong vấn đề Việt Nam. Việc lật lọng này đã được Nhà Trắng tính toán từ trước. Sau khi miền Nam giải phóng, ta tìm thấy trong Dinh Độc Lập biên bản hội đàm giữa Nguyễn Văn Thiệu và Kissinger năm 1972 tại Sài Gòn. Biên bản có đoạn: Tiến sĩ Henry Kissinger nói rằng hiện nay Hoa Kỳ đang trải qua một thời kỳ sôi động và càng sôi động với cuộc bầu cử tổng thống sắp đến. Đảng Dân Chủ cố biến vấn đề Việt Nam thành đề tài chính của cuộc tranh cử. Các bộ máy tuyên truyền của đảng này cùng với báo chí và truyền thanh, truyền hình tại Hoa Kỳ đều đòi một giải pháp nhanh, rất có hại cho Việt Nam, Sài Gòn. Do đó, nhu cầu đối với chúng ta, tức Mỹ, Sài Gòn, chú thích của tác giả, là làm cách nào để khỏi bị Cộng sản ép buộc làm theo ý họ, nghĩa là xoay sở cách nào để cho qua được 2 tháng tới. Sau thời gian này, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Tiếp đó, Kissinger trình bày dự thảo đề nghị của Mỹ sẽ đưa ra trong cuộc họp ngày 15 tháng 9 tới và nói với Thiệu: Chúng ta phải đáp ứng với Cộng sản bằng mọi đề nghị mà họ có thể chấp nhận được, hòng tránh sự kiện họ đơn phương công bố đề nghị của họ. Hơn nữa, đề nghị mới của chúng ta cũng phải cho dư luận thấy rằng Hoa Kỳ muốn giúp nhưng miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình. Kissinger nói thêm rằng, chúng ta phải để cho đề nghị mơ hồ đừng quá chính xác, hầu còn bàn cãi các chi tiết sau này trong các diễn đàn khác. Kissinger nói, ông sẽ gặp lại Lê Đức Thọ vào ngày 15 tháng 9 tại Paris và sẽ đưa đề nghị mới này cho Cộng sản. Theo ông Kissinger thì sau này khi đưa đề nghị này sẽ diễn biến như sau. A. Nếu Bắc Việt Nam chấp nhận đề nghị, ngày 15 tháng 9 đưa đề nghị cho Cộng sản. Ngày 1 tháng 10 Cộng sản trả lời chấp nhận, mở ngay các diễn đàn và thảo luận chi tiết thời gian 1 tháng. B. Nếu Bắc Việt không chấp nhận đề nghị, ngày 15 tháng 9 đưa đề nghị cho Cộng sản. Ngày 1 tháng 10, Cộng sản trả lời không chấp nhận. Ngày 5 tháng 10, Hoa Kỳ công bố đề nghị giải thích cho dư luận sẽ thêm được 1 tháng đến sau tuần trăng mật với dư luận. Nhưng dù trường hợp nào đi nữa, chúng ta cũng có lợi vì phụ thêm thời gian giúp Tổng thống Nixon vượt qua cuộc tranh cử. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.